Tập 35. Sư đệ, cái này là anh cố tình tìm người đề bút cho em. Anh có ý gì chứ? Chẳng lẽ cậu đã quên mọi thứ xảy ra ở Hồng Kông rồi hay sao? Các vị, tôi không nói có lẽ mọi người không biết. Ân oán của nhà họ Đường và nhà họ Trình kiếp trước chưa được quá giải, cả đời này e là cũng không quá giải được. Năm đó bố của cậu Đường Đại Tiêu và Trình Như Sơn từ Thượng Hải đến Hồng Kông, dựa vào tay nghề nấu nướng của Đường Đại Tiêu và đầu óc kinh doanh của Trình Như Sơn, cuối cùng cũng tạo ra một vùng trời ở Tiêm Sa Chủy. Đường Đại Tiêu có tiền rồi lại chìm đắm vào việc cờ bạc. Hắn nghiện cờ bạc mau chóng mất hết tài sản. Trình Như Sơn lại thừa nước đục thả câu, mua lại cổ phần của Đường Đại Tiêu với giá thấp, cuối cùng khiến cho Đường Đại Tiêu không còn đồng nào, phẫn nộ tự vẫn. Điền Tại Thiên, ông đang nói bậy cái gì vậy? A Lực, đừng mà, tránh ra. A Lực, làm gì vậy thằng nhóc thối? Điền Tâm, em không sao chứ, có sao không? Thằng nhóc thối, cẩn thận. Đánh đi, hai người đánh đi, tôi không quan tâm nữa. Tâm Nhi, Điền Tâm, A Lực. Bác Điền, bác phải làm cho mọi người đau khổ như vậy, bác có vui hay sao? Cô Trình, cô cũng giỏi giả làm người tốt lắm. Tôi hỏi cô, chuyện này có lẽ cô biết từ lâu rồi đúng không? Cô không nói với họ hay sao vậy? Đi. Điền Tổng, đàn em lên món thôi. Thì ra em đã biết chuyện này từ lâu. Không phải như anh nghĩ đâu. Em thừa nhận, quả thật là em đã biết. Nhưng mà em muốn tìm một thời cơ thích hợp rồi nói với cả nhà. Em dự định khi nào mới nói với chúng tôi? Chẳng lẽ em muốn tôi làm việc cho nhà họ Trình các người cả đời mới có thể nói với chúng tôi sao? Không phải như vậy đâu mà. Dì ơi, nghe con nói. Chú ơi, chú nghe cô giải thích. Cô thực sự, được rồi, lúc đầu có vốn dĩ, đừng nói nữa, các người đi đi. Vốn dĩ con muốn nói, Tiểu Hy, đi thôi. Các người đi đi. Chú, Tiểu Hy, đi. Đi hết đi.
Lúc nhỏ, bố tôi thực sự rất thương tôi. Chỉ cần là thứ tôi thích thì không có cái gì ông ấy không mua cho tôi. Mặc dù ông ấy là một kẻ nghiện cờ bạc. Tôi nhớ có lần tôi làm ầm lên đòi ăn kẹo hồ lô. Ông ấy sợ trên người không có một đồng nào, bị ông ấy cược thua hết rồi. Bà biết ông ấy đi làm gì không? Ông ấy chạy đến trước cửa sòng bài lau giày cho người ta. Cả đời này, chuyện ông ấy có thể làm, chuyện ông ấy biết làm chính là cầm chảo, chỉ biết nấu ăn, chưa từng làm chuyện khác. Nhưng vì tôi bảo mấy bằng lòng lau giày cho người ta. Bố, sao con lại đến đây? Con đến thăm bố. Đến thăm bố hả? Con chạy ra ngoài phải nói với mẹ, không thì mẹ sẽ không yên tâm đâu. Trên đường nhiều xe qua đường, phải cẩn thận đó. Bố lau sạch quá đi. Cảm ơn. Con trai, đi mua kẹo hồ lô đi. Nhiều đây đủ cho con mua 5 cây rồi. Tuyệt quá, con cảm ơn bố. Đi đi. Lùi ra sao? Lùi ra sao? Bố, bố, bố ơi, bố. Năm ông ấy tự sát, tôi mới 5 tuổi. Có nằm mơ tôi cũng không ngờ người ép bố tôi chết lại là Trình Như Sơn. Hơn 20 năm trước, tôi thấy Trình Như Sơn đối xử tàn nhẫn với con của ông ấy như vậy. Thì khi đó tôi vô cùng vui mừng. Tôi có một người bố tốt. Được rồi, đừng có buồn nữa. Bây giờ tôi rất lo lắng. Ông ấy xem đường đường siêu quần, đường chính, Trình Hy, sau này sao mà nhìn mặt nhau. Hai đứa con gái đều đang bàn việc lấy chồng. Đường Chính và Đường Lực đều đang làm việc ở Sơn Thủy, đang bán mạng vì một người như vậy. Sao tôi đối mặt với mấy đứa con chứ? Sao tôi có thể đi đối mặt với bố tôi khi tôi 100 tuổi già chứ? Em đi trước đi. Anh thực sự sợ mình không khống chế được cảm xúc của mình, sẽ nói ra một số lời khó nghe làm hại em. Xin anh hãy tin em có được không? Bởi vì em quá quan tâm anh, quá quan tâm cảm xúc của cả nhà anh, cho nên em mới giấu sự thật với anh. Nhưng em đã lựa chọn giấu chuyện này, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự tin tưởng của anh dành cho em. Bây giờ anh thậm chí đã tin lời của Điền Tại Thiên, sẽ cảm thấy em vì muốn anh làm việc cho nhà họ Trình cả đời, cho nên mới giấu anh.
anh thật sự không muốn suy nghĩ nữa. Không phải như vậy đâu, không phải như vậy đâu mà. Lúc trước em vì anh, vì tình cảm của chúng ta, không phải xém chút cả nhà, cả người thân cũng không cần rồi hay sao? Tiểu Hy à, đứng dậy đi, anh phải tin em. Ân oán đời trước sao có thể trách Tiểu Hy được. Tôi muốn cậu lập tức xin lỗi Tiểu Hy. Đây là chuyện giữa tôi và Tiểu Hy, không cần anh lo. Siêu Quần, anh đừng có thêm dầu vô lửa nữa mà. Đây là chuyện của anh em và chị Trình Hy. Tiểu Hy vì anh thậm chí còn không cần người nhà. Còn anh thì sao? Tương lai nếu bố anh không muốn hai nhà kết thân, kêu anh chọn giữa gia đình và Tiểu Hy, anh sẽ chọn ai? Tiểu Hy, em đi trước đi. Không, nếu như hôm nay không được anh tha thứ thì em tuyệt đối sẽ không rời đi. Tiểu Hy, không cần cầu xin anh ta, chúng ta đi. Đi A Chính, đi thôi A Chính. Nhìn xem, nhìn con gái bảo bối của tôi xem, nó thật sự có lòng rồi. Đích thân làm cho tôi một cái. Đúng vậy, Tâm Nhi, cảm ơn con. Tiểu thư, Tâm Nhi, bố biết con sẽ. Tiểu thư, Tâm Nhi, con lại làm sao nữa vậy? Bánh kem con đem đến lúc sáng, vốn dĩ con muốn cho bố một bất ngờ, nhưng bây giờ xem ra bố không hề xứng. Điền Tâm, sức khỏe quan trọng, vốn dĩ mọi người muốn tổ chức một sinh nhật vui vẻ cho chú Quán Trung, nhưng bố lại một lòng phá hoại. Bây giờ bố tội nguyện rồi, bố vui rồi chứ? Tâm Nhi, bố làm như vậy chỉ muốn con về nhà sớm. Con không muốn nghe những lời này của bố. Con thất vọng về bố quá. Con không muốn về nhà này nữa. Bây giờ gọi bố một tiếng bố, con cũng cảm thấy rất mất mặt. Vậy con phải nghĩ kỹ. Những thứ mà nhà họ Đường có thể cho con, bố đều có thể cho. Những thứ bố có thể cho con, nhà họ Đường chưa chắc cho được. Những thứ của bố, con không cần. Bố tưởng tiền bạc và thế lực có thể mua chuộc tất cả mọi người hay sao? Bố tưởng tất cả mọi người đều muốn sống cuộc đời như bố hay sao? Bố sai rồi. Thứ Điện Tâm cần không phải biệt thự xe sang, mà là một cuộc sống yên ổn vui vẻ, một người bố lương thiện. Nhưng mà loại người như ông mãi mãi sẽ không cho cô ấy được những thứ này. Chúng ta đi. Đợi đã, nếu như hôm nay hai người dám bước ra khỏi nhà họ Điền một bước, sau này đừng trách tôi đối xử với hai người như kẻ địch. Kẻ địch? Chúng ta đã là kẻ địch rồi. Điền Tâm, Điền Tâm, Tiểu Thư, Tiểu Thư. Thank you.
Điền Tâm, em xem. Lúc nhỏ, chỉ cần anh buồn phiền thì sẽ viết nó lên bong bóng, cho bong bóng bay lên trời, nhờ ông trời giải quyết giúp anh. Linh thật đấy. Em nghĩ xem, nhìn bong bóng từ từ bay lên cao, buồn phiền sẽ tan biến mất. Tin anh đi, thử đi. Em cũng thà tin trên đời có ông trời có thể giúp con người giải quyết buồn phiền. Được, em thử xem. Không được nhìn trộm thứ em viết. Được, không xem là được rồi, không xem. Được rồi, em viết xong rồi. Được, nếu như em đã viết xong, vậy thì chúng ta sẽ giao nó cho ông trời giải quyết. Bé ngốc, thực ra có một vấn đề. Bây giờ anh có thể thay ông trời hứa với em, cho dù em là ai, sinh ra trong một gia đình như thế nào, anh vẫn sẽ mãi mãi yêu em, cho đến khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời. Đáng ghét, lúc nãy anh định lén thứ em viết đúng hay không?
Trông có vẻ hai ông bà già đó đã nghe chuyện của nhà họ Đường rồi. Mọi người sao vậy? Bố, có phải A Anh lại gây quả gì rồi hay không? Ông nội, những gì Điền Tại Thiên nói rốt cuộc có phải thật hay không? Năm đó có phải ông hại chết Đường Đại Tiêu không? Phải thì sao? Mà không phải thì sao? Năm đó là Đường Đại Tiêu bởi vì nghiện cờ bạc cho nên mới mất hết tài sản, cuối cùng rơi vào bước bán không thức nấu ăn và cổ phần của mình với giá thấp. Các người phải hiểu rõ cho tôi, cuối cùng là ông ta tự lựa chọn tự sát, không phải tôi hại ông ta. Nhưng mà ông nội, ông cướp mọi thứ của ông ấy có khác gì với việc giết hại ông ấy chứ? Con đang chỉ trích ông là hung thủ giết người hay sao vậy? Chẳng lẽ con muốn Trịnh Như Sơn này chịu trách nhiệm vì một người bằng lòng từ bỏ sinh mạng của mình hay sao? Trịnh Hy, thương trường với chiến trường, đạo lý kẻ thích hợp thì tồn tại, kẻ yếu thì bị loại. Có lẽ con biết rất rõ. Sao có thể nói những lời như vậy để chọc ông nội chứ? Bố thấy, nhà họ Đường gây chia rẽ tình cảm của ba đời nhà chúng ta chính là muốn nhân cơ hội thừa nước đục thả câu, dứt lợi mà thôi. Mẹ thấy là con đang gây chia rẽ mới đúng đó. Ông nội, ân oán đời trước của mọi người khiến cho tình cảm của giảng bối bọn con chịu đả kích rất lớn. Con nghĩ nếu như ông bằng lòng ra mặt cho nhà họ Đường một lời giải thích thì tổn thương trong tình cảm của bọn con nhất định sẽ giảm đến mức thấp nhất. Đúng vậy ông nội, con lo anh em nhà họ Đường sẽ rời khỏi Đường Thủy chúng ta. Kỳ lạ, ông cũng không làm sai điều gì, sao phải giải thích chứ? Đúng, bố, không cần phải suy nghĩ nữa, chúng ta nên ra tay trước, đuổi người nhà họ Đường ra khỏi Sơn Thủy. Bố yên tâm đi, công ty có con và siêu quần trong chừng, cho dù không có anh em nhà họ Đường, chúng ta cũng sẽ sống tốt. Người nhà họ Đường muốn đi hay ở thì tùy, những thứ khác không cần nói. Thông minh đi theo hồ độ, sao mà ông cũng hồ độ theo vậy? Lúc trước là Trình Thực, bây giờ lại là Đường Đại Tiêu. Từng bài học như vậy còn chưa đủ hay sao? Ông không nghĩ cho bản thân, cũng phải suy nghĩ cho Siêu Quần và Tiểu Hy. Nếu như ông cứ hành động một mình vì thể diện của mình, cuối cùng người bị hại không phải đều là con cháu của mình hay sao? Bà đủ rồi, đừng lấy chuyện của Trình Thực ra chèn ép tôi. Muốn xin lỗi, muốn làm người tốt, bà đi đi. Tôi cũng không làm sai cái gì. Tôi chỉ biết năm đó là một tay tôi cứu công ty, là tôi làm cho Sơn Thủy lớn mạnh. Tôi không có sai. Được, câu này là ông nói đấy. Nếu như xảy ra chuyện gì, ông đừng trách tôi không nhắc nhở ông. Siêu Quần, Tiểu Hy, lên lầu lấy hành lý với bà. Hôm nay bà ra khách sạn ở. Bà nội, đi thì đi đi. Đi cũng tốt cho lỗ tai tôi yên tĩnh. Bà nội, Đường Đường, anh Trình, anh quay lại rồi. Anh Trình, chắc chắn anh làm việc rất bận rộn. Có mấy lần vợ anh đã nấu cơm xong, anh cũng không về. Bà chủ cũng không có khẩu vị gì, nên kêu tôi đóng gói thức ăn đem về nhà cho con tôi ăn. Tối qua con tôi còn nói đùa, nếu như chú mãi không về nhà thì mỗi ngày chúng đều có thể ăn món ngon rồi. Anh Trình, tôi đã dọn dẹp vệ sinh xong rồi, vậy tôi về trước đây. Thế nào, thích phong cảnh ở đây vậy à?
Tổng giám đốc, anh sao vậy? Không, ngoài giữa bên cạnh anh, tôi không muốn đi đâu cả. Tôi không muốn đi đâu cả. Mặc dù sư quần cho mình chìa khóa vào nhà anh ấy, nhưng lại không cho mình chìa khóa vào trái tim của anh ấy. Thôi bỏ đi, cho dù cho mình chiếc chìa khóa đó, mình tin người ở trong đó chắc chắn là chị Trình Hy. Rốt cuộc mình là cái gì? Mình không thể làm lung lay vị trí của chị Trình Hy trong lòng của anh siêu quần. Nhưng mà mình thật sự rất yêu anh đấy. Mình thực sự rất muốn trở thành người trong lòng của anh đấy, mãi mãi ở bên cạnh anh đấy. Thực sự có ngày đó xuất hiện hay sao? Đó tên là rượu vang tim lung linh. Lần đầu tôi làm ra nó, tôi cảm thấy khẩu cảm của nó hình như thiếu cái gì đó, hơn nữa không có ý kiến gì mới. Sau đó có một ngày tôi đột nhiên có ý kiến lạ, nên tôi đã nghĩ đến sen bảy lỗ đại diện cho sự dịu dàng của Giang Nam, và cả rượu vang đại diện cho sự lãng mạn của Pháp, hòa hợp lại với nhau, cộng thêm chút rượu vang vào. Tiểu Hy, ông không tin đường chính, nhưng con tin. Con tuyệt đối sẽ không chia tay với anh ấy đâu. Nếu như tập đoàn Sơn Thủy không chứa chúng con, thì bây giờ hai chúng con có thể đi. Không phải đâu, không phải như vậy mà. Lúc trước em vì anh, vì tình cảm của chúng ta, không phải xếp chút nữa đến cả nhà cả người thân cũng không cần nữa hay sao? Anh à, anh đừng như vậy mà. Đừng có như vậy, anh đừng làm nữa mà. Anh nghỉ ngơi chút đi anh. Anh không thể dừng lại. Anh vừa dừng lại thì trong đầu toàn là Tiểu Hy. Em vẫn nên để cho anh làm đi. Anh còn phải đại diện Sơn Thủy tham gia thi đấu nữa. Làm thành như vậy, anh còn có thể về tập đoàn Sơn Thủy nữa không? Không sao, em ăn thử với anh. Anh à, cái này chua quá. Đến cả đường anh cũng quên để. Anh có còn xứng làm đầu bếp nữa hay không? Anh à, A Chính à, sở dĩ con nấu thức ăn quên bỏ đường
là bởi vì lòng con đã không ở đây từ lâu, mà đã chạy về chỗ của Trình Hy. Đi tìm trái tim của con về đi con. Bố, mẹ, nếu như hai người biết sự thật, vậy hai người còn chấp nhận Tiểu Hy hay không? Cái này bố mẹ đã nghĩ từ lâu rồi. Trình Hy đó dù sao cũng là con nuôi của nhà họ Trình. Khác với mấy người nhà họ Trình cao cao tại thượng, không xem ai ra gì. A Chính, mấy ngày nay Trình Hy đối xử với con như thế nào? Đối xử với nhà họ Đường chúng ta như thế nào? Từng chút một bố mẹ đều nhìn thấy. Đó thực sự là một cô gái đáng để theo đuổi. Con trai, từ sau lần trước con đón nó đến nhà chúng ta ở, thì bố mẹ đã xem nó là con dâu. Đón nó về đi con. Đón về rồi chúng ta bàn bạc nên làm thế nào. Anh còn đứng làm gì? Bố mẹ đã nói như vậy rồi. Sanh còn không đi đón chị Trình Hy về đây. Cảm ơn bố mẹ. Mau đi đi. Anh, tập về. Cái tập về kìa. Đúng đúng, tập về. Bà Trình, Tiểu Hy. Chị Tiểu Hy, chị đến có phải vì lo cho anh của em hay không? Giờ hay anh của em cũng muốn đi tìm chị đó. Hai người đúng là tâm linh tương thông mà. Tiểu Hy à, là thế này. Tính tình của A Chính rất giống bố của nó, bướng bỉnh y như nhau. Bố họ cúi đầu nhận lỗi còn khó hơn lên trời. Nhưng mà dì biết, dì đảm bảo nó vô cùng tốt với con. Vậy nên trước kia nó có nói lời không tốt hay là quá khích, con tuyệt đối đừng để trong lòng. Nó tuyệt đối không phải cố ý, đúng hay không? Đúng, chỉ cần con có thể nắm bắt nguyên tắc của mình, đừng giống như người nhà họ Trình là được. Tiểu Hy nhà chúng tôi từ nhỏ rất biết thương người ta, bây giờ khó khăn lắm mới lớn lên, là phải đưa đến nhà người ta. Tôi có chút không đỡ. Nhưng không đỡ thì có cách gì chứ? Chỉ hy vọng Đường Chính có thể thật lòng thật dạ tốt với Tiểu Hy nhà chúng tôi. Như vậy tôi cũng không mong cầu gì khác. Tiểu Hy, đi đi. Đi đi. Bà nội, mau đi đi. Anh à, Đường Chính, hôm nay bà giao Tiểu Hy lại cho con là sự tin tưởng của bà dành cho con. Cho dù thế nào con cũng không được phụ lòng sự tin tưởng của bà dành cho con. Bà yên tâm đi, cả đời này con cũng không xa Tiểu Hy đâu. Chị Tiểu Hy, chị và anh của em cuối cùng cũng được trời quang mây tạnh rồi. Đúng là vui mừng thay cho hai người. Cảm ơn em. Tiểu Hy, hôm nay bà nội con giao con cho nhà chúng ta. Từ nay về sau chúng ta là người một nhà. Phu nhân, bà cứ yên tâm đi. Tiểu Hy, tính cách của Đường Chính hơn nữa là giống chú. Con đừng có so đo với nó. Muốn trách thì cứ trách chú. Đúng rồi, trách ông ấy. Chú ơi, chú tuyệt đối đừng nói như vậy. Con còn phải cảm ơn hai người có thể lượng thứ. Dạ, xin lỗi bà Trình. Lúc nãy tôi nói chuyện đắc tội bà rồi. Nhà họ Trình mọi người xem như cũng có một trưởng bối thông tình đạt lý. Thôi đừng đứng nữa, ngồi đi. Mau mau mau, mời ngồi, mời ngồi. Nào nào nào, đứng cả buổi rồi, uống miếng nước đi. Cảm ơn. Không sao. Thực ra hôm nay tôi đến
không chỉ vì giao Tiểu Hy cho Đường Chính, mà còn đến xin lỗi hai người. Những gì năm đó Như Sơn làm với Đường Đại Tiêu đúng thật là không có tình người. Hôm nay tôi đại diện Như Sơn trịnh trọng đến xin lỗi hai người. Như Sơn không đích thân đến bởi vì cá tính cô ấy quá mạnh. Đừng nói là với mọi người, cho dù cả con ruột của mình cũng như vậy. Bây giờ Như Sơn mặc dù còn cứng miệng, nhưng mà tôi biết ông ấy đã dùng hành động của mình thể hiện sự hối hận của mình. Không thì ông ấy rõ biết Đường Chính là con trai của hai người, nhưng mà vẫn trọng dụng nó. Hơn nữa còn định gả Tiểu Hy cho nó. Tôi biết bây giờ kêu hai người tha thứ cho ông ấy đúng thật là làm khó cho hai người. Nhưng mà tôi hy vọng hai người có thể hiểu cho ông ấy. Bà Trình, bà yên tâm đi. Để tình trình thực và họ Đường chúng tôi bằng lòng nói lại tình xưa với nhà họ Trình. Cậu biết Trình thực, tôi có sao tính vậy? Bà mất con trai, tôi mất bố. Nỗi đau trong lòng hai ông bà tôi có thể hiểu được. Cảm ơn cậu. Cảm ơn sự thông cảm của hai người. Chúng tôi cũng muốn làm gì cho hai người. Tôi sẽ cố gắng thỏa mãn hai người. Không cần, không cần đâu. Chúng tôi không mong cầu gì khác. Là thế này, tôi muốn bồi thường số cổ phần năm đó của mọi người, trả lại cho mọi người theo giá bây giờ. Thế nào? Không cần đâu. Mặc dù hành vi năm đó của ông Trình nói một câu khó nghe là thừa nước đục thả câu, nhưng năm đó bố của tôi quả thật cũng có lỗi với ông ấy. Cuối cùng ông ấy tự sát cũng là lựa chọn của ông ấy. Không thể hoàn toàn trách tội nhà họ Trình mọi người. Chỉ chẳng phải không có cách gì chúng tôi có thể giúp mọi người hay sao? Bà Trình, tôi có một thỉnh cầu. Cậu cứ nói đi. Năm đó trong tình huống cực đoan không có cách nào, bố tôi mới bán sách nấu ăn tổ truyền với giá thấp cho ông Trình. Tôi nghĩ chuyện này trong lòng cô mấy nhất định là vô cùng hối hận. Bây giờ nếu như nhà họ Trình bằng lòng trả lại sách nấu ăn tổ truyền, vậy thì tôi nghĩ bố tôi ở dưới đất cũng có thể nhắm mắt. Ngồi đi. Ông nội, bọn con và bà nội cùng nhau đi Vạn Gia Hương về. Bọn con đi xin lỗi vì chuyện của ông nội Đường Chính. Bảy đúng là nhiều chuyện quá. Trong dáng vẻ của mọi người, hình như sự việc đã được giải quyết rồi. Người nhà họ Đường chắc chắn mạnh miệng, đúng hay không? Lúc trước là lỗi của anh, em tha thứ cho anh được hay không? Đường Đường, gả cho anh đi được không? Tôi đảm bảo đến lúc đó Trình Như Sơn nhẹ thì trúng gió hôn mê, nặng thì nôn máu mà chết. Chúng ta vốn dĩ đã là như vậy rồi.